Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô chú, anh chị. Hôm nay thứ hai, ngày 12 tháng 1 năm 2024, nhằm mùng 3 Tết, Truyền thông Thành Võ đang có mặt tại phòng khám cho từ ngữ thương cho không và các thầy tại ấp Dựng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Hôm nay là ngày trở lại làm việc đầu năm mới sau kỳ nghỉ Tết 4 ngày. Truyền thông Thành Võ xin đại diện các thầy kính chúc quý ông bà, cô chú, anh chị, các mạnh thường quân, nhà hảo tâm trong và ngoài nước, chính quyền địa phương, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân một năm mới an khang thịnh vượng, phát tài phát lộc. Ngay trong buổi sáng, các thầy phòng khám cha từ ngữ thương cho không đã tổ chức cuộc họp đầu năm để báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động trước, trong và sau Tết của phòng khám. Đại diện ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cha từ ngữ thương cho không và các thầy, anh Bùi Văn Thưởng đã đánh giá lại một số hoạt động trước, trong và sau Tết diễn ra khá thuận lợi. Các thầy, nhân viên cũng như các bệnh nhân và người nuôi đã chấp hành tốt phác đồ điều trị, trật tự nơi ở của bệnh nhân cũng ổn định, nền nếp, giữ gìn an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường, an toàn khi tham gia giao thông. Tình hình trực Tết tại phòng khám cũng an toàn. Các hoạt động lễ cầu nguyện nhân dịp mùng 1 Tết và kỷ niệm 100 ngày cha Vero Nguyễn Văn Tường về với Chúa cũng được nhiều người tham dự, làm cho buổi lễ thêm phần long trọng. Tại cuộc họp, các thầy cùng các cộng sự tại phòng khám cha từ ngữ thương cho không và các thầy đã lấy ý kiến thống nhất biểu quyết tín nhiệm thầy Nguyễn Tấn Thanh bổ nhiệm làm phó giám đốc công ty để lãnh đạo chỉ đạo về chuyên môn, về mảng hành chính của công ty. Phát biểu kết luận tại cuộc họp, các thầy nhấn mạnh đối với tinh thần đoàn kết nội bộ trong năm 2024 phải luôn được phát huy, giữ gìn thật tốt, xử lý hài hòa, có văn hóa những mâu thuẫn xảy ra trong quá trình thực hiện phương châm yêu thương cho không mà cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy. Cũng tại cuộc họp này, các thầy đã đưa ra phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng thời chấn chỉnh những thiếu sót yếu kém trong thời gian qua trên tất cả các mặt công tác, nhằm mục tiêu quan trọng là chăm lo hỗ trợ điều trị ung thư cho bệnh nhân một cách tốt nhất. Đó là lập trường quan điểm cốt lõi của phòng khám theo lời cha Pedro Nguyễn Văn Tường đã dạy, ông tổ của công trình khoa học hỗ trợ điều trị ung thư. Kính thưa quý ông bà, cô chú, anh chị, sau cuộc họp, các thầy đã bắt đầu công việc đầu năm mới, kiểm tra sức khỏe bệnh nhân, đắp thuốc, châm cứu, bấm huyệt, cấp nước, thảo mộc và gạo, đồng thời tiếp nhận bệnh nhân mới ngay ngày làm việc đầu năm sau Tết Nguyên đán năm 2024. Dạ thưa chú có thể cho con biết là họ tên với chú từ đâu đến đây không vậy? Tôi Nguyễn Văn Nghĩa, sinh năm 1957, hiện tại quê quán ở Châu Đốc, An Giang. Tình trạng bệnh của chú ra sao? Chú có thể tâm sự với con. Dạ, tại lên bệnh viện Chợ Rẫy điều trị, ta nói là ung thư gan, rồi người ta có đốt. Là ban đầu thì đang điều trị ở bệnh viện tỉnh, bên viêm gan CVB, rồi nó nhảy qua C, rồi nó có khối u. Rồi với bệnh viện tỉnh nó mới chuyển lên Chợ Rẫy, để Chợ Rẫy mới siêu âm thử máu với xét nghiệm mấy cái cận lâm sàng, nó nói là khối u là 2 phân 2 cm. Khi nhập viện đang phải đốt rồi, sau khi đốt rồi thấy tình trạng sức khỏe chú như thế nào? Rồi cũng đỡ, nhưng mà sau cái nó tái phát lại. Sao là bao lâu hả chú? Sau cũng vẫn 5 tháng. Rồi chú cho con biết thêm là sao chú biết ở đây mà chú đến? Dạ, tại có coi YouTube của cha Tường thì thấy trị bệnh về bệnh ung thư gan này, nhiều người các nơi ta đổ về đó cũng hay đó. Phụ nữ tôi thu xếp về dưới này. Vậy chú ở Châu Đốc, vậy cái tình trạng gia đình, hoàn cảnh gia đình của chú như thế nào, chú có thể tâm sự với tôi? Tại vì nhà đúng ra là đi sớm hơn lúc cha chưa chết rồi nè, nhưng mà tại vì bà xã tôi bệnh cũng đi đứng không được, thành thử đơn phía quá không có ai ở nhà, thành thử mới tới bữa nay tôi mới nhờ em dẫn lên đây cho mấy ông thầy thầy coi. Truyền thông Thành Võ xin kính chào quý ông bà, cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay Truyền thông Thành Võ xin hướng dẫn đường đi đến phòng khám cha Tường yêu thương cho không tại ấp Dòng Lớn, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh.
Nơi Thành Võ đang đứng là đường Nguyễn Thiện Thành, cách nội ô thành phố Trà Vinh và trường đại học Trà Vinh 1 km. Thành Võ chuẩn bị di chuyển vào quốc lộ 53 hướng đi cầu ngang Duyên Hải. Sau đó rẽ phải vào quốc lộ 53. Phòng khám Cha Tường Yêu Thương Cho Không làm việc từ thứ hai đến sáng thứ bảy hàng tuần, chiều thứ bảy và chủ nhật được nghỉ. Đi thẳng khoảng 15 km nữa sẽ gặp nhà thờ Phước Hảo. Sau đó chúng ta sẽ đến cổng chào của huyện Cầu Ngang. Đi khoảng 5 km nữa chúng ta sẽ gặp nhà thờ Vinh Kim. Đi tiếp khoảng 1 km chúng ta sẽ gặp biển báo phía tay phải là biển báo nhà thờ Dòng Lớn. Sau đó theo hướng chỉ dẫn vào nhà thờ Dòng Lớn là rẽ trái và đi tiếp. Nhìn thấy nhà thờ Dòng Lớn nhưng chưa đến nhà thờ Dòng Lớn thì chúng ta thấy biển báo phòng khám yêu thương và rẽ phải theo hướng chỉ dẫn đến phòng khám và sẽ tới nơi. Thân ái kính chào.